Anh ơi, có cách nào làm cho môi đẹp lên một cách tự nhiên không ạ? Video lần trước, mình có chia sẻ cho các bạn cách để có một khuôn mặt thon gọn bằng phương pháp massage và nhận được nhiều inbox của các bạn nói là làm sao có khóe môi cười tự nhiên. Cho nên video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để có khóe môi cười tự nhiên giúp khuôn mặt trông khả ái, đẹp hơn mà không cần phải phẫu thuật hay tiêm filler. Trước hết, mình sẽ nói qua về dáng môi của mình trước. Hình dáng môi của mình từ bé đã có khóe miệng cụp xuống, cho nên nếu để khẩu hình miệng bình thường, nhìn sẽ rất buồn và xấu. Nhưng nếu liên tục khóe môi mỗi buổi tối tầm 2 phút trong khoảng 7 đến 10 ngày thì dáng môi có thể được cải thiện đáng kể. Cái hay của phương pháp này là khi bạn đã làm quen với nó rồi, các bạn có thể làm cho khóe môi cười bất cứ khi nào mà các bạn muốn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để có khóe môi cười giúp khuôn mặt được đẹp hơn thông qua hai bước đơn giản sau nhé. Bước 1, thật lỏng môi rồi chạm nhẹ hai môi để cho hai môi về vị trí tự nhiên theo khuôn môi vốn có của chúng ta. Bước 2, dùng hai ngón trỏ chạm nhẹ vào giữa hai khóe môi rồi nâng lên trên tầm 1cm, giữ nguyên trong vòng 8 đến 10 giây. Lặp lại động tác 9 lần nhé. Đó, chỉ hai bước đơn giản như vậy mà giúp dáng môi của chúng ta được đẹp hơn, khuôn mặt trông khả ái, dễ nhìn hơn. Kiên trì và luyện tập hàng ngày để có kết quả sớm nhé. Bây giờ mình sẽ làm lại hai bước, các bạn có thể làm theo mình nhé. Bước 1, thật lỏng môi rồi chạm nhẹ hai môi để cho hai môi về vị trí tự nhiên theo khuôn môi vốn có của chúng ta. Bước 2, dùng hai ngón trỏ chạm nhẹ vào giữa hai khóe môi rồi nâng lên trên tầm 1cm, giữ nguyên trong vòng 8 đến 10 giây. Lặp lại động tác 9 lần nhé. Nếu thấy có kết quả tốt thì nhắn tin cho mình biết với nhé. Follow mình nếu bạn thích video để đẹp hơn mỗi ngày nhé.